Cả nhà mình đến với kênh của San Giang Vlog. San đang có mặt ở tại chùa Chùm. Thì hôm nay là ngày tập thứ 6 của đội Nam nha cả nhà mình. Thì cả nhà mình đón trên kênh của San Giang Vlog để xem những video mới nhất. Trang trực tiếp cho cả nhà mình xem hàng ngày trước 19 giờ hàng ngày nha cả nhà mình. Hôm nay thì ngày cũng là ngày tập thứ 6 của đội Nam. Thì cả nhà mình cũng thấy là các bạn tập rất là đều nha. Rất là đều dầm nha cả nhà mình. Thì cũng nước rút rồi cả nhà ơi. Khoảng còn 20 ngày nữa là mình chuẩn bị tới lễ Ốc Ôm Bốc 2024 rồi. Bữa nay cũng là ngày 21 mình cả nhà, 21 tháng 9 thì 14, 15 tháng 10 thì tổ chức ra lễ Ốc Ôm Bốc Sóc Trăng nha. Đội Nam hôm nay trời đông hơn ngày hôm qua. Năm nay cả nhà mình cũng thấy là các bạn thành viên của chùa Âu Chum, các bạn trẻ rất là nhiều nha. Các thành viên trẻ rất là nhiều để tham dự. Hàng năm về chùa của mình kêu gọi những bạn trẻ có năng động để tham gia đua ngan ngo của chùa. Hôm nay thì cũng ngày thứ 6 các bạn tập dầm rất là đều nha. Sao nhịp rồi đó cả nhà mình. Bắt đầu các bạn quen nhịp rồi. Môi. Dạ. Có đăng lên không? Con không biết nó có đăng không. Bữa không lấy gì mà. Dạ. Điện của mày rồi chạy vô mày nhậu luôn. Dạ. Bữa nay chú nhìn thấy dầm mình đều không? Đều. Dạ.
Hôm nay cũng ngày tập thứ 6 rồi. Không, lính cũ không à. Dạ. Các bạn trẻ nhiều nha. Trẻ thiệt mà nó không có lực. Có lực. Lực nó không già. Lái đó, buông đó. Dạ rồi. Dạ, để cho cái hệ sau trừ chị hôm nay thì cũng cho nó lên thôi chứ xuống kiểm tra. Dạ rồi. Mình đem ghe đi cho nó bơi thôi. Dạ. Có nói vậy đúng không? Đúng rồi. Bơi ghe cho nó đem đi bơi thôi. Mà mình già rồi, mình 50 mấy tuổi rồi. Đâu có chơi nữa. Cái gì đó lộn nhau rồi chứ. Cho lại nha, xuống anh chăng á, cho lộn mình thuê tay nó bồ dạ. Lẫn rồi. Lực của nó bồ á, mình già mình thua nó. Chưa hết thức đó. Ừ. Nó trẻ trẻ này là chưa dùng hết sức mà. Ừ. Trẻ không có dùng nó có ai dạ. Được bốn mươi đâu. Dạ. Tụi tao già rồi nghỉ rồi. Năm mấy rồi nghỉ gì ơi nữa. Tủ ăn rồi. Mấy người nghỉ đi cho người ta chạy trẻ rồi bơi. Thank you.
rừng theo đó à, giấy giấy đi vô rừng theo đó. Thấy không, chạy đi vô rừng đó. Mày đó đi vô rừng đó. Ah!